Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Dự buổi làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, ngành công nghiệp quốc phòng đã phát huy nội lực, tích cực đầu tư chiều sâu, tập trung năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất thành công nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới hiện đại. Năng lực công nghiệp quốc phòng đã có bước phát triển đột phá, đã sản xuất được hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược, trang bị cho sư đoàn bộ binh và nhiều vũ khí trang bị cho các quân chủng, binh chủng. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, công nghiệp quốc phòng đã đẩy mạnh các sản phẩm kinh tế lưỡng dụng. Nhiều sản phẩm do công nghiệp quốc phòng sản xuất đã chiếm được vị trí trên thị trường trong nước và quốc tế. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và chúc mừng những thành tích của ngành công nghiệp quốc phòng đạt được trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, ưu tiên nghiên cứu thiết kế, chế thử, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí trang bị khí tài hiện đại, phát triển các chuyên ngành lĩnh vực lưỡng dụng thế mạnh. Cần xác định rõ xây dựng phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng Việt Nam tiên tiến hiện đại, độc lập tự chủ tự cường. Theo hướng lưỡng dụng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước mắt cần tập trung nghiên cứu mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng của các nước trên thế giới, lựa chọn các mô hình phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tiễn để xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, trong đó công nghiệp quốc phòng vừa giữ vai trò nòng cốt, vừa giữ vai trò dẫn dắt công nghiệp quốc gia phát triển. Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá nghiên cứu phát triển, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng. Chủ tịch Quốc hội cũng ủng hộ các cơ chế chính sách đặc thù được đề xuất trong dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp nhằm thể chế hóa các quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, tạo bước đột phá đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp quốc phòng thời gian tới.